chi yêu thương qua rồi, than mà chi có ngăn được xót xa, tiếc mà chi những phút bên người, thương mà chi nhắc chi chuyện đã qua. Anh giờ đây như là chim dã rời cánh, biết bay phương trời nào. Em giờ đây như cành hoa chót tạ tới đón đưa ngọn gió nào. Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, ngày tình đầy vòng tay ôm quá lâu, để giờ này một người khóc đêm thâu, một người nén cơn đau, nghe mưa mà có bà thương lắm lắm hả? Thế là hết nước trôi qua. Thôi, chắc đừng cháy đi. Ờ, thấy đã buồn. Chim đúng rồi. Buồn nó nhớ nhưng hoài, đúng rồi. Giờ thôi, nhớ rồi. Không thấy. Thôi đành thấy quên những tiếng yêu đời. Đúng lẽ giờ tôi bỏ rồi, tôi ra. Những lời yêu mà nó cũng cảm hay sao rồi hết. Ờ. Kỳ này cũng nghĩ không cảm vậy thôi. Ai thì ông đi luôn. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Thank you.
nhà
hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch. Thăm quê thăm nồi tóc đa bạc phơ, lòng trường bâng khuâng nồi ơi con đã trở về. Ngày nào thơ dài nồi yêu thương bắt con cua đồng cho tôi vui, đêm về nồi gói gói bánh là dừ khi trao thêm ăn. Giờ về thăm rồi thương quá người ơi, chiều nay thương nhớ nhớ sao nỗi tôi một đời nuôi cháu thương con, một đời chiều ghé
Và dẫn biệt đồng chí Nguyễn Văn Ba, bác Ba
hồn bác ba được siêu thoát, an lạc, an nhớ ngàn thu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Gạo, đảng ủy thị trấn Chợ Gạo, chi bộ khu 3. Kính thưa các cô chú bác anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa, sau thời gian lâm bệnh, ông của chúng tôi đã từ trần. Đó là một sự mất mát không gì bù đắp được về mặt tình cảm, tinh thần và về mặt phương diện của gia đình chúng tôi. Kính thưa ông ngoại kính yêu, ông đã tạo cho chúng con nên gốc nên hình và chăm lo cho chúng con có được sự nghiệp như hôm nay. Nhưng giờ đây khó mong được tương phùng, âm dương đôi đường cách trở. Ông đã không còn là tấm gương sáng và tình cảm của ông dành cho gia đình mãi mãi là động lực cho chúng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trước phong linh của ông, chúng con nguyện trọn đời khắc ghi công ơn, công lao dưỡng dục và những lời dạy của ông, luôn noi theo tấm gương của ông, chấp hành tốt chủ trương của đảng, của chính quyền, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo sức khỏe, vun đắp cho hạnh phúc của gia đình. Anh chị em yêu thương đùm bọc lẫn nhau để không phụ di nguyện của ông lúc sinh thời. Thay mặt gia đình, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo huyện ủy, ủy ban hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Gạo, đảng ủy thị trấn, chi bộ khu 3, các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng các cô chú bác anh chị em hàng xóm láng giềng, họ hàng bạn bè thân hữu gần xa trong và ngoài nước, gia đình thông gia đã đến viếng, gửi lời chia buồn, dự lễ tang và lễ truy điệu của ông chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ. Trăm chiều tìm kế mưu sinh, lời ca tin hát phút bay cao, dù bao gian khó vẫn không nào như kiếp con tâm mãi còn vương tơ. Cha đã cho con suốt cả cuộc đời ân tình sâu trong lời dạy khuyên, lòng cha cao quý thiêng liêng, tình cha ấm áp phù biên cho con lẻ sống giữa miền trần tan cõi lòng.
dạy cha muôn ngàn, tha cho con mọi lỗi lầm cha ơi. Thank you.
Khai Đệ
chúng con xin chân thành gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất. Trong lúc diễn ra tang lễ, gia đình chúng con có vô cùng hối rối, mặc dù hết sức yêu tò trong việc tết lễ, nhưng không tránh khỏi những điều sai sót. Kính mong quý ngài quan hệ nguyện tình tha thứ. Nam mô Chứng Minh Thư Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
mẫu luôn, cho nghe làm ông thầy đi. Có mẫu đâu anh? Đưa thầy cái mẫu rồi hết đi rồi. Không đúng cái nào thưởng thân lễ thân hương linh thân thân dân thân dân vào lúc 14 giờ 15 phút ngày quyền hồng vì tình đó nghiệp thúc dẫn ta thân giai vị hướng qua thân tâm tình độ bụi nào hoa kép thân tôi.